bạn không cần phải quá cầu kỳ trong việc chăm sóc da, chỉ cần có một cái làn da đủ ẩm thôi. Thứ nhất, làn da sẽ sáng hơn. Thứ hai, làn da sẽ căng mướt hơn, mịn màng hơn. Thứ ba, làn da sẽ giảm tình trạng xuất hiện các cái nếp nhăn. Và thứ tư, có thể giảm các vấn đề như là lão hóa, có thể tốc độ lão hóa sẽ chậm hơn rất là nhiều. Vậy thì làm cách nào để có thể đủ ẩm cho làn da? Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay nha. Thứ nhất là bạn sẽ loại bỏ đi những cái sản phẩm tẩy rửa quá mạnh ở trên làn da. Những sản phẩm mà sau khi mà bạn tẩy trang này hay rửa mặt xong khiến da của bạn có thể là khô này, căng này, thậm chí là nứt nẻ giống như chúng ta bị nẻ vào mùa đông, thì đây là những sản phẩm bạn cần loại bỏ ngay. Hãy lựa chọn là tẩy trang dạng nước và dịu nhẹ thôi, có thể có thêm một xíu thành phần cấp ẩm và có thể lựa chọn là sữa rửa mặt là dạng gel dịu nhẹ tạo bọt vừa phải. Đặc biệt là sau khi rửa mặt xong, bạn cảm giác rằng là da bạn nó sẽ sạch sẽ nhưng vẫn có một cái độ ẩm nhất định cho cái làn da của bạn. Rồi bạn đang sử dụng cái sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt của hãng nào, có thể comment phía dưới và chia sẻ cùng với Hương. Thứ hai là hãy bổ sung thêm sản phẩm tẩy tế bào chết. Khi chúng ta bôi thoa bất kỳ những sản phẩm nào trên làn da mà không có cái sản phẩm tẩy tế bào chết, trên da rất là nhiều tế bào già cỗi, thì bạn có bôi gì cũng không thể có hiệu quả được. Và khi làn da được loại bỏ các tế bào già cỗi đi này, thì da chúng ta nó sẽ sáng hơn, mịn hơn, đồng thời hấp thu dưỡng chất tốt hơn rất là nhiều. Và da cũng có thể tăng cái khả năng là giữ ẩm cho cái làn da, cái lớp hàng rào, lớp lipid ở bên ngoài, bảo vệ làn da chúng ta nó sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đối với tẩy tế bào chết thì sẽ ưu tiên là dạng hóa học là AHA hoặc là BHA. Tiếp theo đó chính là cấp ẩm theo 2 bước. Sau khi làn da đã được loại bỏ những cái gọi là rửa mặt xong ấy, gây là khô căng da này, tẩy rửa mạnh này, tẩy tế bào chết rồi, thì cấp ẩm này nó sẽ mang tính hút ẩm vô cùng mạnh mẽ trên làn da. Chúng ta sẽ có các loại serum như là HA này hoặc là B5 dùng ngay sau bước rửa mặt và sản phẩm dưỡng khoa ẩm lại. Chỉ cần 2 bước đơn giản này thôi nhưng làn da của bạn nó sẽ được ngậm nước tức thì, căng bóng và mịn màng hơn. Bước thứ tư đó chính là mặt nạ giấy. Bạn biết rằng là khi làn da của bạn bị khô này, nứt nẻ này hay bị thiếu ẩm này, thì đắp mặt nạ đó chính là bước cấp ẩm vô cùng nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao. Đó là lý do tại sao khi bạn đến các spa ấy, hay là các thẩm mỹ viện, thì bạn thấy rằng là sau một buổi chăm sóc da dù cơ bản thôi thì da cũng sáng hơn và căng mịn hơn. Đó chính là dấu hiệu của một làn da đủ ẩm. Vậy thì một tuần bạn hãy dành cho cái làn da của mình khoảng từ 2 cho đến 3 buổi đắp mặt nạ nha. Và bước cuối cùng được coi là bước nâng cao nhất. Nếu bạn đã thực hiện các bước ở phía trên rồi thì chắc chắn rằng làn da của bạn sẽ có sự thay đổi rồi. Nhưng tuy nhiên bạn có điều kiện hơn, mong muốn làn da cải thiện hơn thì nên bổ sung thêm bước cuối này. Đó chính là hãy bổ sung thêm cái serum có chứa niacinamide, nồng độ khoảng tầm 10%. Thì bạn dùng sẽ thấy rằng là da chúng ta sáng hơn này, hàng rào bảo vệ da nó sẽ khỏe hơn này, đồng thời da chúng ta nó sẽ được thu nhỏ lỗ chân lông và đủ ẩm hơn rất là nhiều. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về bí quyết giúp bạn sở hữu một cái làn da vừa sáng và vừa căng mịn hơn. Vậy bạn xem bạn có đang thiếu bước nào và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.